Hello anh em, welcome back to AM Passion. Mình là Tú. Hôm nay chúng ta sẽ bàn một cái về cái topic đó là Turbocharger và Supercharger. Đây là một hệ thống gắn trên xe được gọi là Force Induction, nén khí vô cái đường nạp, vô buồng đốt. Và là thế nào mà chúng ta so sánh với là cái xe của MotoGP. Ở bên trái bên đây mình có chiếc RC213V nè. Nó thẳng trước luôn, chiếc này là Natural Aspirated, tức là không có mấy cái hệ thống này. Nó chỉ là một cái engine, một cái động cơ thở bình thường, chỉ ra tiếng Việt là thở bình thường. Nó một dạng xe prototype thôi, xe để đua mà. Turbocharger, cấu tạo của nó gồm hai cái chính, cục turbo và cái intercooler là cái làm mát gió đường nạp vô á. Thì nguyên lý hoạt động như thế nào? Thì cái bánh turbine bên đây của cục turbo á chạy bằng cái hơi của ống xả, đường xả. Sẽ cái lực ở đây rất là mạnh ha, nó quay qua đây, nó quay cái turbine này, sau đó hai cái này nối với nhau mà thì nó quay luôn cái turbine bên đây, mà turbine bên đây là đường đi vô, cái hướng đi vô nó sẽ nén khí, và không khí mà không khí ở ở nhiệt độ bình thường mà mình tự nhiên mình tăng cái áp suất lên đó, nhiệt độ tự động tăng theo đó, do đó mình phải qua cái intercooler là để giảm cái nhiệt độ của không khí trước khi vô buồng đốt. Và anh em biết á, cái tua máy càng cao á, cái lực này ra càng mạnh, do đó cái không khí bên này cái áp suất nó càng cao, cho nên á, ở đâu đó trước khi vô buồng đốt á, sẽ có một cái van xả áp. Cái van này tới một cái áp nhất định đó, nó sẽ xả ra để tránh khi ở tua cao cái turbo này nạp vô một cái áp suất quá nhiều, dẫn tới là sẽ banh máy á. Tưởng tượng đi, vừa có cái lực nén bình thường, có thêm cái này nén vô nữa, ở trong đây giống như là một cái lò xo cứng, piston đi lên gặp cái lò xo đó mà không qua được cái lực đó, cái lực của lò xo dẫn tới là cong dên lủng piston, có chuyện bình thường, bay luôn cái đầu cũng thấy nữa, từng thấy qua rồi, có chuyện bình thường, cho phải có cái van xả áp ở đây nữa, rất là quan trọng. Và nếu như mà không có cái intercooler này thì sao? Nhiệt độ vô quá cao dẫn tới là cái nhiệt độ buồng đốt cũng cao, piston bị chảy và nó sẽ dính lên thành máy, và cục máy nó phải nói chung là quăng đi rồi đó. Cái nguyên lý chính ở đây là turbocharger chạy bằng lực của cái đường xả, cái hơi xả. Supercharger chạy bằng lực của cục máy. Nên ở đây thấy á, đây là positive displacement supercharger, cái này là nó đặt ở trên của máy, trên xe hơi thấy thường thấy là nhiều á. Thì cái bánh pulley đây nè, nó chạy, nó nối với là cái pulley ở dưới là pulley chính từ trong cái trục biên ra, nó power, hy sinh một chút xíu power để gain, tức là để tăng cái power rất là nhiều ha. Ở đây cũng có một cái bypass valve, tức là van xả áp á, giống như nãy bên mình nói bên bên cái turbo á, thì nó phải đo áp. Cái van này thực ra có nhiều cái là bằng điện tử, có nhiều cái á, là lò xo, tới cái lò xo đó là nó quy định cái áp luôn á, tới đúng cái áp đó, nó giật lò xo xuống xả ra thì áp nó bay ra ngoài đó, tại vì tua máy càng cao mà xe càng nhanh, tua máy càng cao thì cái áp vô càng nhiều, đơn giản. Mà đây là cái centrifugal supercharger hình tròn, nhìn giống turbo ha, nhưng mà không phải. Bên đây nè, nó chạy bằng dây đai hoặc dây xích nối thẳng vô trục máy. Đây là H2 Supercharge, cục này nhìn giống turbo, cục màu đỏ này nè, nhưng thực tế nó chạy bằng xích, và cái bánh răng này nối thẳng lên cái trục biên của máy, thì đây là cái Supercharger của máy H2 Kawasaki sản xuất. Đây là một số ví dụ điển hình xe thương mại ha, mà có gắn turbo zin. Trước đây là có CX nè, Honda có CX650, CX500, cục turbo nhỏ nhỏ nằm đây nè, ở đây vẫn xài bằng xăng con ha, và không có là máy bằng nước nha, đây là máy bằng gió thôi, cũng không có cái intercooler, là cái làm mát gió đường nạp á. Đây là ông tổ của Z1000, Kawasaki Turbo. Suzuki thì có hàng SN85 Turbo nhỏ nhỏ năm nay nè. Chiếc này tạo ra sản xuất nó để tưởng nhớ tới Shin thôi, chứ không phải là thương mại nha. Ở đây xe cũng là máy bằng gió. Cái két ở đây nè, không phải két nước. Két này là intercooler. Không, cái turbo bự chà bá nằm đây nè, đi qua đây, vô đây. Làm nguội xong đi trước khi vô cái buồng đốt đường nạp á. Yamaha thì có thằng XJ,
dàn áo full rồi, không biết sơ bộ nằm ở đâu, nhưng mà khả năng là nằm ngay đường xả chứ đâu. Đường xả sẽ đi lên đây, sơ bộ nằm đâu đó ở đây, tại cái đường nạp ở đây rồi. Tí này là máy bằng dầu ha, đây có cái chậu nhỏ 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 ở đây nè. Kawasaki H2 gần đây nhất, đầu đạt kỷ lục gì chạy 400 cây số đến giờ gì đó. Cái supercharger nằm đây nè, nó nhỏ. Thì cái phần màu đỏ nãy á, nằm phía bên trong này. Ok, bảng so sánh ha. Anh em chỉ cần nhìn tới cái compression ratio nè, cái tỷ lệ nén, max power nè, và cái tỷ lệ này. Cái compression ratio á, tất cả các xe mà sử dụng turbo và supercharged đều có cái tỷ lệ nén rất là thấp. Lý do vì sao? Như nãy mình giải thích á, giống như cái lò xo vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái lực ở đó, lực nén rất là cao. Hiện tại trên thế giới chưa có cái vật liệu nào có thể chịu nổi cái lực nén cao như vậy, lực nén cao và nhiệt độ cao chưa có. Cho nên là nãy mình nói là lủng piston, chạy piston là nó bình thường. Do đó các xe nào sử dụng cái forced induction, mấy cái turbo supercharged đó đều có tỷ lệ nén rất là thấp so với cái xe super sport. Hiện tại bây giờ tỷ lệ nén tầm 12 mấy 13 mà. Và cái này là cái ăn tiền nè, power to weight ratio. Con số nó càng lớn, cái xe đó được đánh giá là cao hơn. Giống như ở đây nè, H2 nhẹ hơn tất cả các xe cũ và dĩ nhiên tạo ra power nhiều hơn rồi. Cho cái power output của nó gần 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 bằng 1 luôn. Cái mã lực của nó xin lỗi, cái tỷ lệ á gần bằng 1. Gần 240 kg. Gần 203 mã. So với mấy này, cái tỷ lệ power với lại weight á nó rất là thấp. Đây là một số ví dụ điển hình của mấy chiếc supercharged độ nha, chứ không phải thương mại, chứ không phải zin. Đây có Harley nè, có Triumph, hai chiếc Triumph luôn, và Ducati, rất là hiếm thấy ai mà độ supercharged lên Ducati nha. Và Hayabusa rất là phổ biến trong cái thể loại đua mà đua drag, đua đường thẳng á, 400m này nọ. Hay cục turbo xà bá luôn. Mấy chiếc này có đặc điểm chung là gì? Là tỷ lệ nén rất là thấp, cho nên mới gắn mấy cái này được. Nếu như mà mấy chiếc này mà thí dụ mà tỷ lệ nén cao, muốn gắn cái supercharged lên đó, chúng ta phải thứ nhất là thay đổi cái tỷ lệ nén của nó, thay đổi piston làm dây ngắn lại trước khi mà gắn cái supercharged này vô. Xe MotoGP, lúc trước mình có thấy một số post so sánh H2 với xe MotoGP, rồi thực tế thì hai chiếc này cơ bản á, hai cái thể loại này á, không thể nào so sánh được. Một bên á, là xe thương mại, thứ hai là xe đua. Và nếu như mình nhìn sâu chút xíu, cái tỷ lệ này nè, cái tỷ lệ mình chia trung bình thôi nha, là mấy cái con số này á, trên mấy website của Yamaha, Ducati với lại Honda, họ không có để con số chính xác, họ chỉ để là ước chừng thôi, lớn hơn. Đó, mà lấy 250 chia 160 ha, cái tỷ lệ trung bình thôi, là được con số này, 1.56. Kawasaki H2, 0.98. Mà mấy thằng này trung bình đó nha, 1.56. Và chiếc này nè, Desmo CDC của Ducati á, gần đây nhất là 350 mấy cây số giờ, 354, 356. Xe không có supercharge mà chạy được lên tới đó. Mà H2 là xe có supercharge. Cơ bản thì hai này không thể nào so sánh được với nhau hết. So với giá tiền, trung bình mấy chiếc này 2 triệu, 2 triệu đô nha. Kawasaki bao nhiêu? Tầm 30 ngàn. Ở Úc là tầm 38 ngàn xe mới. Nói chung là không thể nào so sánh được về cơ bản, về lý thuyết, về con số, về cả kỹ thuật luôn. Thì thanh niên này, mấy thanh niên này là chạy trong trường đua, xe là để đua, rất lanh ha. Cái thiết kế để chạy vô cua nọ. H2 nằm trong phân khúc là Sport Touring, không phải là Super Sport. Cũng không thể nào mà lấy nó đi đua được. Cũng không có giải nào mà cho xe Supercharged hết. Xe Supercharged đa phần là rất là khó điều khiển. Supercharged mà khi mà nó kick in, tức là nó vô một cái là mình không thể nào điều khiển được, cho nên chỉ để dùng để đua đường thẳng ok. Còn trong cua mà nó kick in vô nào bay ra khỏi cua không, hồi nào không hay luôn. Ok, thì nói chung là hai phân khúc, hai có thể là hai thể loại thể thao khác nhau, không thể nào so sánh với nhau được. Cái nguyên lý hoạt động của Turbocharged và Supercharged nó chỉ có như đó thôi, là nén khí vô cái buồng đốt và để sinh công. Nếu mình nói thêm chút xíu về cái sinh công này, anh em cứ nghĩ đi, khi mà cái thì nó kết thúc nhanh thì tua máy nó sẽ lên rất là nhanh đúng không? Tua máy lên nhanh, tua máy cao thì cái mã lực nó càng cao. Đó là cái cơ bản. Có một cái công thức riêng cho nó luôn, là mã lực bằng moment xoắn nhân cho tua máy chia cho 52. Trong đó cái moment xoắn đơn vị là foot pound. Đó. Thì dĩ nhiên ở đây chúng mình chỉ cần nói tới đó là cái dòng tua cao
cái mà lượng xe tăng và tỷ lệ thuận. Đó, là vậy đó. Cho nên cái mấy xe hoặc là mấy cái phương tiện có supercharge và turbocharge chủ yếu là để tăng cái mã lực, một phần nào đó cũng tăng thốt đó. Ok, để kết thúc cái video của mình. Cảm ơn em đã theo dõi nhé.